Xuống để phun nước tắm cho Phật, và những mùi hoa từ trên trời rơi xuống để hòa vào nước và tắm cho Phật. Đó là ý nghĩa của việc tắm Phật trong ngày lễ Phật đản ngày hôm nay. Chào hai bác, và xin hai bác cho được biết quý anh là gì ạ? Tôi tên là Chi, còn bà chị là... Tôi tên là Tâm. Dạ. Và ngày hôm nay hai bác đến chùa Hưng Đạo để dự lễ Phật đản, và đây là lần thứ mấy hai bác đến dự tại chùa này ạ? Năm nào cũng đi thôi, năm nào cũng được Hưng Đạo rồi. Và ngoài lễ Phật đản thì các lễ khác thì hai bác có dự thường xuyên ở chùa này hay không? Lễ nào cũng có. Lễ nào tôi cũng đi hết. Và hai bác sống ở thành phố này bao lâu rồi? Tôi ở Irving. Arlington, lâu rồi kìa. Xin cảm ơn hai bác rất là nhiều. Chào em, và ngày hôm nay em thấy em mặc cái bộ đồ rất là đẹp ngày hôm nay. Thì hôm nay em làm gì ở đây, chùa Hưng Đạo? Dạ, bữa nay là ở đây là múa chính thức, dạ. Anh biết, anh thấy tiếng Việt của em rất là giỏi, và em học tiếng Việt ở đây ở chùa này hả? Dạ. Và em học tiếng Việt được bao nhiêu lâu rồi? Em ở đây từ 6 tuổi cho nên khoảng 5 năm rồi. Wow, em bây giờ 11 tuổi, và em có ý định là sau này khi em lớn lên em sẽ dạy lại tiếng Việt cho mấy em nhỏ sau không? Dạ, em cũng đang suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là em sẽ dạy ở đây. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Quý vị khán giả thân mến, đứng bên cạnh Andy là một chiếc áo dài rất là xinh đẹp và là một màu xanh hy vọng. Xin chào chị, và lời nói đầu tiên xin chị gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV. Xin chào Andy, và xin chào tất cả quý vị của Sài Gòn TV. Và đây là lần thứ mấy mà chị đi dự lễ Phật đản của chùa Hưng Đạo ngày hôm nay? Dạ, rất là nhiều lần rồi Andy. Em thấy gương mặt chị rất là quen, có phải là chị là những gia đình Phật tử của chùa Hưng Đạo trước đây không ạ? Dạ đúng rồi, chị từng là huynh trưởng của gia đình Phật tử Liên Hoa cũng như là Hưng Đạo.
Wow, no wonder you look so familiar to me. Và chị ơi, được biết là những ngày gần đây đó là Đại Sài Gòn TV và cũng như chùa Hưng Đạo có phối hợp với nhau để tổ chức một cái gây quỹ cho những nạn nhân của trận động đất tại Nepal. Thì chị cảm thấy cái ý nghĩa của cái việc làm đó như thế nào hả chị? Người Việt Nam mình rất là giàu lòng chia sẻ. Thì đây là một cái sự đóng góp rất là quý báu, dành riêng cho người Việt Nam của mình, mà cho tất cả những nơi nào mà cần sự giúp đỡ. Thì cái sự chia sẻ đó nó gây rất là nhiều sự cảm động cho mọi người. Thành ra mình mới phát tâm để mình có thể chia sẻ cho những người khốn cùng hơn mình. Thì đây là một cái việc rất là lành, rất là quý báu. Sự hy vọng là số tiền này sẽ càng tăng lên và giúp cho họ có thể ra khỏi sự khốn cùng. Mình nghe số tiền nó rất là lớn, nhưng mà so với những nỗi đau mất mát của những người dân tại Nepal và những người trên thế giới thì cái số tiền nó không thấm tháp là bao, đúng không chị? Việt Nam mình có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Và em xin cảm ơn chị rất là nhiều và xin chúc chị có nhiều sức khỏe và mãi mãi đi chùa thế này, lúc nào cũng xinh đẹp như hôm nay. Cảm ơn anh đi. Xin cảm ơn chị. Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lặng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy lo. Niệm Phật khi vào xuân, sáng ngời. Niệm Phật khi hè sáng, quán sân hận trói trang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền. Quý vị khán giả thân mến, trong thời gian qua thì chắc quý vị cũng đã theo dõi trên Đài Sài Gòn TV với sự kêu gọi của Đài Sài Gòn TV phối hợp với chùa Hưng Đạo để gây quỹ cho những nạn nhân tại trận động đất tại Nepal. Và ngày hôm nay Andy rất vinh hạnh khi được đứng kế sư Tuệ Nhân, là vị sư của chùa Hưng Đạo, để sư tóm tắt lại tổng số tiền mà đã gây quỹ trong thời gian vừa qua. Xin chào sư. Và ngày hôm nay thì được biết thì tại Sài Gòn TV phối hợp với chùa Hưng Đạo để gây quỹ cho những nạn nhân tại trận động đất tại Nepal. Thì đến ngày hôm nay tại thời điểm này thì mình đã được gây quỹ được bao nhiêu rồi ạ? Xin kính chào Andy, cũng như là chào toàn thể quý khán giả của Đài Sài Gòn TV. Trước hết, bản thân của chúng tôi là tỳ khưu Tuệ Nhân, thay mặt thầy chủ trì chùa Hưng Đạo là tỳ khưu Bụ Đức. Trong thời gian qua ở chùa có nhận được tịnh tài của rất là nhiều chư Phật tử, cũng như là quý đồng hương xa gần đã gửi đến ngân phiếu cũng giống như là tiền mặt money order, và cũng có những Phật tử tận tay đem lại chùa để mà cúng dường hỗ trợ cho nạn nhân động đất của Nepal. Trong cái quá trình thời gian qua, chùa đã nhận được tổng số tiền là 42.670 đồng. Thì cái số tiền ở đây, đây là cái danh sách mà chùa đã ghi lại nhận từ Phật tử tận tay cũng như là thư, cũng giống như là qua website của chùa bằng PayPal. Trong cái danh sách này đó, cứ mỗi tuần, mỗi chủ tối chủ nhật thì là chùa sẽ gửi cái danh sách lên đài.
Sài Gòn TV và đài sẽ đọc cái danh sách này hoặc là để đưa lên đài để cho tất cả đồng hương đều biết. Thì nếu như mà trong quá trình gây quỹ để mà hỗ trợ cho nạn nhân động đất, nếu có điều chi sơ sót hoặc là có sơ sót trong vấn đề ghi tên quý vị của chư Phật tử cũng như là quý đồng hương, đó là sai sót, dấu. Tại vì khi mà nhận thư đó không có dấu, chỉ có là tên viết theo kiểu Mỹ, cho nên khó có lòng mà không sai sót được. Cho nên nếu có thiếu sót điều gì thì kính xin toàn thể quý đồng hương niềm tình tha thứ cho. Đồng thời quý vị cũng có thể gọi đến chùa để mà gặp thầy chủ trì hoặc là bản thân của chúng tôi để mà chùa có thể sớm ngày sửa được những cái sai lầm đó. Dạ, và cái tin mừng đó là chùa đã gửi qua trước bên Nepal 9.000 đồng và đã nhận được. Và đây chính là cái receipt mà bên đó đã gửi cho chùa, đã nhận được 9.000 đồng. Và đợt 2 có nghĩa rằng là ngày mai sẽ tổng kết con số còn lại và sẽ gửi qua để cho một vị sư theo hệ phái Nguyên Thủy cũng giống như bản thân chúng tôi, và là cố gắng để mà làm giúp đỡ cho những nạn nhân ở bên Nepal. Được biết là ngày mai là ngày tổng kết tất cả những số tiền của đồng hương gửi để ủng hộ cho Nepal. Nhưng mà đồng hương mà không kịp biết cái chương trình này thì có thể gửi tiếp về chùa được không ạ? Dạ thưa được, chùa vẫn tiếp tục nhận. Nếu như mà quý vị đồng hương vẫn chưa có điều kiện để mà gửi đến chùa thì là chùa vẫn nhận cái số còn lại và sẽ gửi đợt cuối cùng. Dạ. Đợt cuối cùng vào ngày mấy ạ? Dạ có lẽ như là ngày rằm của tháng kế tiếp đây. Dạ. Cảm ơn sư rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Andy và Đài Sài Gòn TV vừa gửi đến quý vị những hình ảnh về buổi phóng sự lễ Phật Đản 2015 tổ chức tại chùa Hưng Đạo, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, hoa u đàm chỉ nở 1.000 năm một lần và Phật ra đời để cứu độ chúng sanh, và đó lý do tại sao mà lễ Phật Đản lúc nào cũng được các Phật tử tổ chức long trọng nhất. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị cho phép, chúng tôi xin được đại diện cho Đài Sài Gòn TV và cũng như Andy xin gửi lời chúc đến các vị sư, vị thầy và thầy chủ trì của chùa Hưng Đạo để mãi là người vun trồng cho những hạt giống tâm linh vẫn nở rộ trên đất khách quê người. Và xin ân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau của Đài Sài Gòn TV.